Anh Nguyễn Ngọc Dũng, 30 tuổi, nghiên cứu sinh Việt Nam tại Đại học Montreal, Canada. Những ngày này, anh thường dành thời gian rảnh của mình để cập nhật tin tức trên báo chí Việt Nam và thế giới về tiến trình của cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra tại Hà Nội. Thực sự thì tôi cũng rất là hồi hộp khi mà lần đầu tiên tôi nghe thông tin rằng Việt Nam là một trong cái nước mà có khả năng sẽ đăng cai và tổ chức cái cuộc gặp thượng đỉnh giữa Bắc Hàn và Mỹ vào cuối tháng 2. Bên cạnh những một số nước, ví dụ như là Thái Lan hoặc là một số nước khác. Và kể từ ngày hôm đó thì tôi cũng rất là hay cập nhật và theo dõi những cái thông tin từ báo chí. Và cho đến khi mà Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố chính thức rằng Việt Nam và Hà Nội sẽ là địa điểm để đăng cai cái sự kiện lần này thì thực sự tôi nghĩ tôi rất là vui và tôi nghĩ đó sẽ là một cái cơ hội rất là tốt cho Việt Nam. Nội dung của cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai này được kỳ vọng mang tính đột phá với những tuyên bố cụ thể liên quan đến hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Công tác chuẩn bị cho hội nghị cũng đang được Việt Nam hoàn tất. Hà Nội trở thành điểm đến được quan tâm nhất trên các mặt báo quốc tế trong những ngày gần đây. Là một người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, nên tôi mong rằng cuộc gặp gỡ thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai là một cơ hội tốt để chúng ta quảng bá hình ảnh của thủ đô Hà Nội, Việt Nam đến với quốc tế là một thành phố hòa bình, an ninh, cởi mở và thân thiện. Từ đó giúp cho quan hệ chính trị cũng như giao thương của chúng ta đối với thế giới sẽ tốt đẹp hơn và rộng rãi hơn. Và tôi cũng mong rằng cuộc gặp gỡ lần này là một bước chuyển tốt cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và thế giới. Tại Canada, những ngày này, đông đảo bà con đều rất quan tâm đến sự kiện này tại quê hương. Những câu chuyện của bà con người Việt đều xoay quanh chủ đề này với nhiều hy vọng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và mối quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.